Tòa Tổng Giám mục Huế, số 69 Phan Đình Phùng, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế. Thư ngỏ gửi Cộng đoàn Dân Chúa Tổng Giáo phận Huế. Huế ngày 22 tháng 9 năm 2023. Anh chị em thân mến, với tư cách là Tổng Giám mục Huế, tôi xin trân trọng và hân hạnh thông báo ngày 21 tháng 9 năm 2023 vừa qua, Tòa Thánh đã công bố bổ nhiệm Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Đà Nẵng, làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế. Đây là niềm vui và là hồng ân đặc biệt Chúa ban cho giáo phận chúng ta. Xin anh chị em hiệp ý tạ ơn và cầu nguyện cho mọi sự được diễn ra tốt đẹp. Trong vai trò Tổng Giám mục Phó, Đức Cha Tân Cử sẽ chia sẻ sứ mệnh chủ chăn đối với đoàn chiên giáo phận. Nên kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2023, khi cầu nguyện cho các đấng bản quyền trong thánh lễ, sau khi xướng tên Đức Thánh Cha Francisco, xin các cha đọc thêm Đức Tổng Giám mục Giuse, Đức Tổng Giám mục Phó Giuse giáo phận chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ, để biểu lộ niềm vui và sự kính trọng. Ngay từ thời điểm này, ngày 28 tháng 9 năm 2023, tôi sẽ đích thân dẫn phái đoàn đại diện giáo phận Huế vào Đà Nẵng để bái kiến và chúc mừng Ngài. Cùng với sắc lệnh bổ nhiệm Ngài làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế, Đức Thánh Cha Francisco cũng bổ nhiệm Ngài làm Giám quản Tông tòa Giáo phận Đà Nẵng. Như vậy, Ngài đảm nhiệm hai giáo vụ ở hai nơi, nhưng nhiệm sở chính của Ngài là ở Huế. Theo giáo luật điều 382 khoản 2, vị tân cử phải chính thức nhận sứ vụ trong vòng 2 tháng. Ngài đã chấp thuận cử hành lễ ra mắt Cộng đoàn Dân Chúa Huế tại nhà thờ Chính tòa Phủ Cam lúc 8 giờ sáng ngày 10 tháng 11 năm 2023. Để biểu lộ tình hiệp thông trong lời cầu nguyện, tôi tha thiết kêu gọi quý cha, các cộng đoàn dòng tu và mọi thành phần dân Chúa cố gắng hiện diện. Từ đây, Ngài sẽ thường trú tại Tòa Tổng Giám mục Huế và sẽ trực tiếp tham gia các sinh hoạt mục vụ tại Tổng Giáo phận Huế. Dù là Tổng Giám mục Phó, với sự nhất trí mặc nhiên của tôi, Ngài có thể chủ sự các sự kiện và các lễ đại trào trong giáo phận Huế. Tôi khuyến khích các cha xứ, cộng đoàn dòng tu tạo điều kiện thuận lợi để Ngài có thể hiện diện giữa dân Chúa một cách sống động. Số điện thoại của Ngài 090-486-5555. Phần tôi, Giuse Nguyễn Chí Linh, tôi sẽ đến tuổi hưu tròn 75 tuổi vào cuối năm 2024 theo quy định của giáo luật điều 401. Tôi đã làm đơn xin từ nhiệm cách đây hơn 2 năm, nhưng ngày nào tôi thực sự bãi nhiệm, điều đó hoàn toàn tùy thuộc thẩm quyền quyết định của Tòa Thánh. Tôi hy vọng khi Đà Nẵng có giám mục chính tòa thay cho Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, Đức Thánh Cha Francisco sẽ chính thức chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi. Trong khi chờ đợi, tôi sẽ tiếp tục phục vụ với tất cả tình yêu thương và hiệp thông với đại gia đình Tổng Giáo phận Huế. Xin anh chị em giúp lời cầu nguyện cho tôi. Kính thưa anh chị em, với biến cố bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục Phó Giuse Tổng Giáo phận Huế đang viết một trang sử mới, viết nên trang sử này không phải là công việc của riêng ai, mà là của từng người và mọi người con của đại gia đình giáo phận. Thật là đúng lúc và phù hợp với bối cảnh hiện nay của giáo phận. Nếu chúng ta thực thi định hướng của Thường Hội đồng về hiệp hành, định hướng mục vụ của Hội đồng Giám mục cho năm 2023 về củng cố sự hiệp thông
và cho năm 2024 về một giáo hội tham gia. Cầu xin mẹ La Vang, mẹ của Tổng giáo phận Huế, chúc lành và đồng hành với chúng ta. Thân ái trong Chúa Kitô. Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Huế, đóng dấu và ấn ký.